lốc bấm nhất rồi, thằng khủng dành cho anh em chơi quay rim nè anh em ơi. Anh em nhìn thấy không, anh em thấy cái lốc này nó khác gì anh em? Đây, cái lốc này anh em nhìn nó giống y chang là cái có cái lọc rời nha anh em, lọc rời tháo được nha anh em, lọc rời tháo được giống với những hệ xe da nha. Đó, còn anh em thấy lốc truyền thống thì nó là mất ốc lọc chết, mình muốn tháo được cái lọc mình phải tháo cái nồi. Còn đây là full cái cụm lốc bơm nhất rời của đa văn 110 nha anh em. Đây, lốc zin chính hãng mới 100% nha. Đó, thì full cái bộ này nè là mình sẽ set up đủ cho anh em đúng hàng chính hãng new full box luôn nha. Một cái xin nắp, đó, một cái bơm, một cái lò xo trụ và một cái lọc nhớt nha anh em, dễ dàng mà xài nha. Thì nói chung này là nguyên cái lốc 110 zin lớn bơm nhất rời, và cái bơm này là cái bơm của đa văn luôn nha anh em. Đó, bơm đa văn, bơm này là xài được cho dòng xe một nồi luôn nha anh em. Đó, người ta nó thiết kế là một cái là xài được xe hai nồi một nồi. Đó, bơm này là cũng siêu khủng luôn nha anh em, anh em không. Rồi, hẹn anh em để mình bấm giá lại là mình sẽ có giá chi tiết cho anh em ha. Giá thì cũng rẻ thôi, xem nguyên set này nó cũng như là hơn cái dạng lốc bơm ép của em một chút thôi nha anh em. Đó, nhưng mà nó rất là tiện lợi nha. Cái lọc nhớt này có thể tháo rồi.